Chào tất cả anh em đam mê bonsai nhá. Hôm nay mình chia sẻ với anh em. Rảnh rỗi thì mình tranh thủ mình kiếm được cái chum chum cổ khá là dày dặn. Hôm qua mình chia sẻ với anh em cái cây hoa giấy ấy. Mình mua đấy. Nói chung là hàng bán gọi là thuộc cái diện gọi là không ok. Anh em, đây mình ngâm kỹ rễ một đêm đây. Bây giờ mình bỏ ra ngoài mình quay cho anh em xem. Đây, đây nó là một cái cành nhé, cục cành cây hoa giấy và họ cắt để họ dâm nhưng bây giờ họ bán. Đây, đây là cái chum đất mình dâm ủ cây. Mà mình bới ra, mình bới ít đất ra để mình chia sẻ với mọi người nhé. Đấy, bản thân cái chum mình nó cũng đã lặng rồi. Đất trong này mình cũng là đất dâm ủ cây, ủ mục ấy. Là khá là tốt anh em. Mình sẽ đặt cái cây này vào cái chum này rất là hợp. Đây, đây. Nó sẽ làm như này. Đấy. Nó sẽ làm như này. Mình sẽ để nó nằm và nó đứng nó đúng thế này, nó lắc lượn ở dưới gốc lên rất là đẹp. Đấy, chất trồng thì nó chỉ có thế này thôi, đất ủ mục ấy. Mình sẽ ưu tiên cái đất ủ mục này nó kích thích cái bộ rễ. Kiếm thêm chất trồng. Đây là những cây ối rồi ôi đây. Những cây ối rồi ôi của thằng Phu em đó. Nó bán cho mình. Cây này nó cũng không được ok cho lắm. Rung rúc. Mình lấy cái chất trồng. Chấu đốt xương dừa ấy. Đây, những cái này mình nghĩ là không sống được. Thôi. Bỏ ra để sau này mình lấy những cái trụ đá này mình ghép cái khác. Đất trồng nó chỉ có thế này thôi, chấu đốt sơ dừa với này chấu tươi, đất ủ mục này rất là tốt rồi, cực kỳ thuận lợi cho cây phát triển bộ rễ. Cho chất trồng vào cho nó kín được các cái khe, xong mình đập lại. Sau khi cây nó sống được thì nó sau khi cây nó sống được cái là nó sẽ phát triển bộ rễ.
rễ ra là chúng ta đã có một tác phẩm mà chúng ta chơi. Cố gắng mình ấn chặt một chút để cái thằng chấu này nó hơi sốt. Sống thì cũng khá là đẹp đây nhá. Được thân nó lắp rồi. Vào cái đường thân của nó mình sẽ tưới duy nhất một lần này thôi, và trong vòng 10 ngày sau mình không tưới nữa thì cái cây này mình nghĩ là nó hút đủ kích rễ rồi. Và mình cho hẳn hai nọ kích rễ mình ngâm cái cây này, cho nên là mình nghĩ là khá ok rồi, không cần quá nhiều kích rễ nữa. Đấy. Thì ý đồ của mình cũng chia sẻ luôn cho anh em là cây này nó là cây trực lắc. Lắc khá là đẹp. Nói chung là nếu để mình đi mua những cái phôi giấy ở những cái kênh khác người ta bán ấy, thì nó có cả bầu rễ, nó có cả bầu rễ cây nó cao bằng 2-3 mét thì mình cũng có thể nó cắt được ra những cái khúc như này, nhưng mà nó lại không già. Cái thân này nó sẽ không già bằng cái cây này. Cái cây này mình thấy nó già, thân nó già lắm, rất là sần sùi. Rồi cây của nhà dân người ta trồng nó nhiều năm, nó buộc cả dây thép, dây thiếc người ta cuốn vào đây để người ta buộc dây phơi. Cái đoạn nắp này người ta hạ xuống để người ta dầm ủi, cũng là một cái rất là hay. Đây là con tử này. Trên đây là đỉnh này. Đấy, mình sẽ cố gắng mình nuôi dưỡng cái cây này cho nó sống, nó phát triển trở lại trên cái chuông này. Đấy. Thế thôi. Đây là cây thành hương. Cây thành hương này hôm trước mình đã review cho anh em xem ấy. Cái thanh hương này nhé, cái thanh hương này cũng là một tác phẩm đáng rất là quan trọng, mình làm rất là kỹ càng để chia sẻ với anh em rồi. Hôm nay mình sẽ mở ra
mình sẽ tưới tích rễ vào trong đó. Mình sẽ tiếp tục mình bổ sung cái tích rễ là nước. Cái dòng này cứ thoát nước tốt, cứ ẩm tốt là ok thôi, chứ đừng có để úng. Các bạn mà để ít chậu nó thì còn úng nước thôi là nó chết ngay. Đây là ok. Đây là anh em lưu ý này, cố gắng này, mình chăm sóc làm sao mà để cho nó thoát nước tốt. Đây, mình tưới dễ mà. Các bạn có thể quan sát này, mình tưới hẳn cái bầu. Cái bầu dưỡng rễ ở trên này thì nó ngấm xuống là vừa. Ở trên này nó sẽ ngấm xuống dưới, không cần phải tưới bên dưới. Tiếp tục mình lại ngâm cái rễ này ướt ẩm lên, xong bắt đầu mình quấn. Tiếp tục mình quấn trở lại. Đây, mình quấn trở lại cho nó, để cho nó giữ ẩm cho phôi. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chuyển cái cây này ra ngoài ánh sáng. Ở ngoài rồi. Lát nữa mình làm xong mình sẽ quay cho anh em xem. Tiếp tục là chùm ni lông trở lại cho nó. Đây nhá, tích rễ. Đấy, cái hoa giấy mình trồng đây. Đây là cây thanh hương. Đấy, mình tưới bổ sung tích rễ xong mình chùm lại như thế. Đây là cái túc đỏ này. Đấy, mình tưới tích rễ vào cho nó một ít. Đây là cây canh châu ôm đá này. Đấy, mình cũng tưới tích rễ vào cho nó một ít. Đấy, anh em có thể quan sát này. Đấy. Như vậy là đủ ẩm rồi. Để cắt khoảng canh châu này mình cho ôm vào cái trụ đá rất là đẹp luôn. Đấy, sau này mình sẽ cây khỏe mạnh thì mình sẽ chuyển vào cái chậu đá thấm thủy. Đây. Sang dầu đứa quái. Đấy, anh em thấy trồng một cái cây. Đây. Đấy, mình cứ tưới ẩm kích rễ vào như thế. Đấy, một cây canh châu ôm đá nữa này. Thế bổ sung vào cho nó một ít. Cây hồng bạch mai này của cùng một nhà với cây hoa giấy. Đấy, mình mua cái này cây hai cây rồi. Để xem là chất lượng này. Cây sau này nó sẽ như nào nhé.
Đây, trong này mình còn có những cái cây tích thuộc đỏ này. Rành rành nắp văn nhân cực phê luôn. Đấy, còn đây là một cây dâm vụt đáng văn nhân khá là đẹp. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái chậu để đó mình ươm thôi, cứ để cái này nó sợ nó hư mất. Trước mình làm cái bầu giả ấy. Đâm một cái khá to. Dạ, cũng chưa chậm. Chưa chậm đấy em. Chưa tìm được cái chậm ở phòng học. Ít hôm nữa mình làm xong. Thank you.
rồi. Đấy. Thôi. Sáng hôm nay mình chia sẻ với nhà thôi nhá. Đấy. Dâm ủ. Đấy. Chủ yếu là cái cây cái thanh hương này. Cái này là một siêu phẩm. Đấy. Mình sẽ phải làm cho nó cực kỳ là đẹp. Để thành cái tác phẩm để đời nhé. Rồi. Chào anh em nhé.